Microsoft thu hồi Windows 10 phiên bản October 2018 update. Khoảng 32 triệu thiết bị Android sẽ không thể sử dụng Chrome. LG đạt doanh thu kỷ lục, lợi nhuận tăng 44% trong quý 3 2018. Sự trở lại của Yahoo với ứng dụng Yahoo Together. Smartphone Nokia mới sở hữu camera kép màn hình mega. Bản cập nhật Windows 10 2018 mới nhất được Microsoft phát hành vào ngày 2 tháng 10 vừa qua đã vấp phải sự cố khá lớn khi nhiều người dùng thông báo bản cập nhật này đã tự ý xóa mất dữ liệu trên thiết bị. Và cho đến hôm nay thì Microsoft đã chính thức thu hồi bản cập nhật này để điều tra nguyên do của sự cố. Cụ thể, ở thời điểm hiện tại thì bạn truy cập vào trang download của Windows 10 thì các đường link để dẫn đến phiên bản này đã bị xóa và bạn sẽ không thể tải về được nữa. Chúng ta cùng chờ xem thêm một khoảng thời gian nữa thì Microsoft sẽ giải thích như thế nào về vấn đề này và cùng chờ đón một bản cập nhật mới hoàn thiện hơn. Mới đây, một nhóm nghiên cứu đã phát hiện ra rằng trong tương lai gần thì Chrome sẽ chỉ hỗ trợ cho các thiết bị Android 4.4 KitKat trở lên. Và như vậy, các thiết bị Android chạy Jelly Bean sẽ không sử dụng Chrome được nữa. Và theo các số liệu gần đây thì 3,2% thiết bị Android tương ứng với con số là 32 triệu vẫn còn chạy trên nền tảng Android 4.1 đến 4.3 Jelly Bean. Và hiện tại, Chrome là trình duyệt Internet phổ biến nhất thế giới và việc không thể truy cập vào ứng dụng này sẽ là một vấn đề lớn đối với nhiều người. Và ngày hôm qua, ngày 5 tháng 10, LG Electronics đã công bố báo cáo thu nhập sơ bộ cho quý 3 2018. Và theo đó, hãng đã đạt được mức doanh thu cao nhất trong lịch sử 60 năm vừa qua, tương đương với 13,64 tỷ đô. Hiện tại, mảng kinh doanh chung của LG đạt mức tăng trưởng mạnh. Tuy nhiên, mảng kinh doanh di động của LG lại bị sụt giảm. Cụ thể, công ty đã đạt được doanh thu 13,9 tỷ đô, nhưng bộ phận kinh doanh điện thoại di động lại ghi nhận khoản lỗ trị giá 172 triệu đô. Và công ty dự kiến sẽ tích cực hơn trong thị trường di động trong tương lai. Và LG cũng xác nhận rằng đây là một trong những hãng tiên phong phát hành điện thoại hỗ trợ 5G và smartphone màn hình gập. Kể từ khi tuyên bố khai tử Yahoo Messenger vào ngày 17 tháng 7 2018, bởi họ không thể bắt kịp được tốc độ tăng trưởng của các đối thủ khác như là WhatsApp, Facebook hay là Snapchat, và mới đây thì Yahoo đã quay lại cuộc chơi với ứng dụng là Yahoo Together dành cho người dùng di động. Khác với phiên bản cũ thì Yahoo Together được xây dựng cho mục đích nhắn tin theo nhóm giữa bạn bè hoặc gia đình với nhiều tính năng khác không thua gì trên nền tảng Facebook hay là Snapchat. Và điểm trừ duy nhất mà người dùng có thể nhận thấy ở Yahoo Together chính là ứng dụng này vẫn chưa hỗ trợ hội thoại bằng giọng nói cũng như là live stream nhóm. Và hy vọng trong lần cập nhật kế tiếp thì các tính năng này sẽ được Yahoo bổ sung thêm. Khoảng thời gian gần đây thì HMD liên tục cho ra các mẫu sản phẩm mới và sắp tới sẽ là sự ra mắt của Nokia 791 Plus tại châu Âu. Và không dừng tại đó thì HMD dường như đang có kế hoạch ra mắt thêm một mẫu smartphone hoàn toàn mới thông qua một teaser được đăng trên Twitter của Nokia. Thông qua Twitter thì Nokia hứa hẹn mang đến một chiếc smartphone sẽ sở hữu camera kép mặt sau cùng với đó là màn hình mega. Và với kế hoạch trang bị màn hình mega này thì chiếc smartphone này liệu có giá thấp hơn Nokia X5 hay không? Chúng ta cùng chờ thêm một khoảng thời gian nữa nhé. Và đến đây thì bản tin 2 News số cuối tuần đã kết thúc. Nếu các bạn thấy hay hãy nhấn nút like, share và cũng như đừng quên sub cho kênh Hí Động nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.